Trước tiên thì cho phép tôi xin tỏ lòng cảm ơn đến hội đồng trường, đến hội đồng quản trị nhà trường, đến ban giám hiệu và tất cả các thầy cô trong nhà trường đã góp phần thúc đẩy và tạo điều kiện cho chúng tôi tồn tại 16 năm qua và trưởng thành